Anh nè, quên đi chứ. Để gấp lòng xong rồi chấm. Hello. Hi, we're going to the market. Market, đi chợ. Đi chợ mua gì mẹ? Chợ Phan Rang. Ờ, đi chợ mua gì? Mua thịt nè, mua bí nè. He's taking a dump. Rồi nấu ăn. Dog is taking a dump. Nè. Dạ, sẵn mua luôn. Sẵn đi mua luôn. They all recognize her, even with a mask on. Thấy trứng nó nhỏ không? Nó ngon không? Đây. My bun, bánh bao. Ồ, hải đế trứng. Hải đế trứng. Dẫn đi ăn nè, người trả tiền luôn nha. Ông chủ nè, người ngồi coi ăn nè, người ăn nè, còn đây là đồ ăn nè. Không biết mà hát nữa, nó ghê. Biết đó mà sao người ta nghe. À, quay cái này chưa? Tụi tao nghe. Không nghe, toàn là hát to. Cái nào mà điếc cho nên là hát càng to. Chuyến xe trung chuyển lên Lào Cai, từ Lào Cai nó làm, nó đi theo cái tour là làm cửa khẩu 2 ngày một đêm. Nè Kim Lăng nè, thấy không? That's different. Different. Thuyền quen anh nó khỏi cái hoài à. Mũi nó đứng á. Để dựng trời xanh mây trắng. Giờ mình đi đâu ba?
đi đâu ạ? À? Đi vô đây. Cho ba giờ đúng rồi, đó đúng rồi. Ờ để con. Room tour. We in the lab, and this is a see-through shower. Ba vô giữa. Gonna get food. Bánh ướt gà. Bánh ướt gà. Which is rice paper. Chicken rice paper? No, it's like a very thin rice cake sheet, right? Rice sheet. Chicken. With chicken salad. Trời ơi, sao chân dài quá vậy? Trời ơi, ghê luôn.
swap down. Okay. Crispy is still steaming. Has eggs and pork floss in here with scallions. Sausage and cheese. Sausage and cheese. Man. Mm. Alright, where's Dad? He's over there. Where? He's over there, like watching us. Back. Back. Mm. Yeah, brother. Right. Yeah. Are you okay? Yes. Wow. Yeah. Yeah. Ngon không? Coi mẹ này, coi mẹ này. Hạnh phúc không? Sướng cuộc đời. Cảm ơn em. Ok. Ok quá.